Thân mến chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải cái đề thi học kỳ 2, cái đề thứ hai của chúng ta các bạn nhé. Các bạn càng giải nhiều thì các bạn còn có kiến thức, các bạn càng quen với các đề thi và các bạn sẽ có được điểm cao trong kỳ thi các bạn nhé và các bạn kiến thức các bạn càng vững nha các bạn nhé. Và cái đề thi học kỳ 2 này nó thực ra nó cũng rất là giúp ích cho chúng ta trong cái việc chúng ta thi tốt nghiệp các bạn. Nó cũng có những cái câu nó cũng có những cái trường hợp na ná trong trường lúc chúng ta thi tốt nghiệp đó cho nên các bạn càng làm tốt những cái đề này thì các bạn càng giỏi các bạn nha rồi hy vọng các bạn có được điểm tốt trong các kỳ thi sắp tới bây giờ chúng ta bắt đầu với phần 1 phần phát âm và câu 1 của phần 1 chúng ta sẽ xem thế nào là người ta cho mình phát âm id id thì các bạn quá quen thuộc rồi đúng nào có ba trường hợp đó rồi trường hợp phát âm là ED. trường hợp phát âm là T, và trường hợp thứ ba là D. và là trường hợp này chúng ta nhìn vô thấy cái âm P này là chúng ta nhớ câu thần chú của thầy chưa? thầy giảng rất kỹ trong các video về ngữ pháp đó các bạn nha. Rồi là um, thời không phải um, thoáng phía kia sao chổi sáng bừng đó nhớ chưa? thoáng phía kia sao chổi sáng bừng này. Lúc này là y đi được phát âm là t, t. rồi còn tất cả những chữ còn lại là phát âm là d, d. Đó. rồi như vậy là chữ này cũng thế. Đưa do vậy là câu này là c là phát âm khác biệt nhất. Ok các bạn nha. Rồi lúc này là sơ đúng là đơn giản là thôi. thôi jumped ok rồi câu hai này các bạn này rồi lúc này là người ta kiểm tra mình phát âm es es là có câu thần chú thời phong kiến phương tây thời phong kiến thời phong kiến phương tây phương phương phong 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 đây phong đây tây đây kiến đây rồi xe tiếp nó đơn giản luôn các bạn cái này lúc này s được phát âm là s luôn còn cái này phát âm là s này, này. tapes s là phát âm này nó các bạn tôi nói chữ s nhưng mà nó bản thân nó là T. này. cakes đó rồi dates nó còn cái này là chores chores đó được chưa các bạn rồi rất là đơn giản đó các bạn rồi chores nhớ nha các bạn nha còn này là... đây rồi nó mình dừng hơi lâu chỗ đó một tí rồi bây giờ các bạn sang câu 3 này câu 3 là kiểm tra về dấu nhắn này các bạn nha rồi interview interview view nha interview âm đầu này shortage shortage Nhấn âm đầu applicant Nhấn âm đầu supportive supportive Nhấn âm 2 đó rất dễ đúng không các bạn đó support, Nhấn nhắn âm này Ok, rồi tất cả âm kia là nhắm bắt đầu hết. Interview shortage applicant. Ok, rồi đến câu 4 này các bạn. Câu 4 các bạn. Certify, certified certificate certificate đó certificate xin à, lỗi các bạn certificate là nhắn năm đầu apartment nhắn năm đầu apartment rồi nhắn năm hai individual nhắn năm ba Biology, nhấn âm 2 À, xin lỗi các bạn nha, hai chữ đây ở đâu rồi, tôi quên Certificate, đó, xin lỗi các bạn nha Tôi tưởng đó là cái phải nhấn âm này, là âm 2 này Certificate nhớ chưa, là âm 2 Apartment, nhấn âm 2 Individual, nhấn âm 3 Biology, nhấn âm 2 Rồi, và là câu 4 là C Rất đơn giản các bạn ha Nhớ cái chữ này là phải có âm cuối Âm, âm tờ, âm t, t Được các bạn nha, Certificate Certificate, Ap apartment, đó tất cả đều có âm cuối, đừng để mất âm cuối rồi nhớ năm 2 nhà hai, năm hai, âm hai, biology rồi chỗ này là individual, nhấn năm ba, individual rồi đó rồi bây giờ chúng ta chuyển sang phần hai la mã các bạn phần hai la mã của chúng ta là người ta kiểm tra từ vựng và ngữ pháp thì những chỗ nào mà quan trọng thì tôi dừng lâu tí các bạn nhé còn những chỗ nào mà không quan trọng những chỗ nào dễ thì tôi chỉ đi nhanh cho các bạn tôi không để tốn thời gian nhiều các bạn nha rồi bây giờ chúng ta chuyển sang phần hai đài câu 5 là bắt đầu từ câu 5 câu 5 này các bạn là xem này cái sách đỏ này đó chất đỏ là một cái cuốn sách đặc biệt mà cuốn sách đó nó cung cấp tên của cái gì à của những loài động vật như thế nào tuyệt chủng và dễ bị tổn thương đúng không nào đang trên nguy cơ tuyệt chủng và dễ bị dễ bị tổn thương đây câu 5 là d dễ bị tổn thương và đang nguy cơ tuyệt chủng này đó là những loài động vật đó rồi như vậy là câu 5 là D Bây giờ câu 6 này các bạn Câu 6 là ở Việt Nam Trường học là sao? Bắt buộc cho tất cả những trẻ em từ 6 tuổi cho đến 14 tuổi Bắt buộc Bắt buộc đâu? Đây uh, compulsory đây là bắt buộc này con này là lựa chọn con này tiếp tục con này là bất là hợp pháp vân vân thì ta sẽ chọn hợp từ này là hợp lý nhất người ta kiểm tra về từ vựng của chúng ta đó rồi tiếp theo này các bạn này câu 7 này có bài chúng ta ngày hôm nay là gì là cái gì đó rất là quan trọng là công việc quan trọng phải cho chúng ta để bảo vệ hành tinh của chúng ta à cái việc làm gì mà nó quan trọng để bảo vệ được hành tinh của chúng ta đây bảo vệ đời sống thiên nhiên hoang dã nè đó là công việc rất là quan trọng chứ còn nếu là đốt rác là không phải là săn thú thiên giả nhưng mà cắt cây nào không không phải hết mà cái này mới là quan trọng mà đúng đúng chưa anh kiểm tra ngữ nghĩa của chúng ta đó rồi bảo tồn thiên đời sống thiên viên như hôn giả đó Rồi câu 8 này các bạn này Câu 8 nếu Maria đến ăn thì sao Nó đó sẽ là cơ hội tốt cho cô ta cải thiện tiếng, tiếng Anh của ta đúng không Cơ hội tốt nhìn vô phía ngay biết ngay liền 8 là B liền Opportunity này các bạn thấy chưa cơ hội đó Rồi tất cả những cái này đều không không có hợp lý bằng cái chữ này Ok khả năng rồi thuận lợi rồi sự kiện gì đó là không liên quan được chưa Rồi đó là câu 8 bây giờ câu 9 này các bạn Câu 9 này Câu 9 là điện và cung cấp nè, sự cung cấp ga và điện bị sao các bạn? Nghiêm trọng à bị phá hoại nghiêm trọng bởi những cơn lũ đúng không nào? À bị phá hoại nghiêm trọng bởi những cơn lũ là phá hoại là chắc chắn rồi. Từ này không có gì khó hiểu nữa đúng không các bạn? Destroyed đó. Còn cái này cảnh báo hay là gián tiếp hay là phun trào đó không liên quan gì hết nha. Rồi, đó là câu 9. Bây giờ câu 10 các bạn. Này, bạn đã bạn có một thời gian tốt trên chuyến đi của bạn chưa? Bạn có thời gian tốt chưa? Đó, có người là bạn có một thưởng thức chuyến đi của bạn đó. Này, để nó nhìn vô phát hiện ngay được liền mới sao? Cái cái chữ have a good time á, là bạn thưởng thức chuyến đi đó. Đó, đây, thưởng thức chính bản thân bạn này, bản thân bạn thưởng thức vui sướng này được chưa? Đó là từ hợp lý nhất để đồng nghĩa với cái cụm từ này. Ok, bạn có bạn có thưởng thức một chuyến đi tốt không? Đó ý thế. Rồi câu 11 này các bạn. Câu 11 người ta hỏi mình là gì nào? tôi thấy rằng tôi nhận thấy rằng giới từ thì rất là thú vị à tôi nhận thấy là cái gì đó nó thú vị thì các bạn nhớ là phải thêm in bởi vì mặc dù nó nó tôi nhận thấy nhưng mà thực ra nó không đem vô cảm giác nha nó đem vô cảm giác đó là khác còn đây là bản thân này là nó mang cái tính thú vị các bạn hiểu chưa còn những trường hợp đặc biệt những trường hợp ngược lại đó chính nó làm cho tôi thú vị thì mới lúc đó mới là id nhé các bạn nha còn ở đây là bản thân nó bản thân nó nó thú vị được chưa nó khác rằng câu này là câu rất là đặc biệt nếu các bạn không để ý các bạn chọn cái này là toàn sai lên đó tí nữa gặp cái trường hợp đó tôi sẽ nói còn nếu mà không có trường hợp đó hôm sau cái đề khác thì tôi sẽ nói gặp là tôi nói chỗ đó liền nhớ nha còn bản thân là tôi thấy rằng giới từ nó thú vị bản thân nó thú vị nha chứ nó chưa có tác động vào ai hết được chưa ok rồi đó là câu 11 bây giờ chúng ta chuyển sang câu 12 các bạn rồi câu 12 của chúng câu 12 của chúng ta là gì đây, các bạn đây câu 12 chứ không phải câu 30 các bạn nha xin lỗi bạn tôi đánh lộn rồi đội bóng đá nữ Việt Nam đội bóng đá nữ của Việt Nam sao các bạn đã như thế nào đã bảo vệ được này nó defended này bảo vệ được cái danh hiệu vô địch game này à đã bảo vệ được giúp lúc này bổ nghĩa cho cái động từ là gì chắc chắn là trạng từ rồi đúng không nào vậy ta tìm cái trạng từ đâu ta xem chỗ nào ta không cần dịch nữa đó bổ nghĩa cho cho động từ là trạng từ các bạn nha là a à, đó câu 12 là a à, được chưa rồi như vậy là chúng ta làm xong câu hai bây giờ chúng ta chuyển sang câu 13 các bạn câu 13 này chúng tôi phải như thế nào những nguồn những nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước chúng tôi à và là chúng tôi phải bảo tồn bảo vệ đúng không chỗ này ta phải tìm một cái động từ rồi đã hát rồi không thể hấp chu động từ thêm loại cái này rồi danh từ loại luôn rồi, cái này là nhà bảo tồn đây rồi, vậy là, là là C đó. 13 là C, đơn giản đúng không các bạn ha. Rồi, chúng tôi phải bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước chúng tôi đó. 14 các bạn này, người 14 này, anh ta lái xe rất cái gì? A à, đã lái xe là bổ nghĩa cho bổ nghĩa cho động từ thì chắc chắn phải một trạng từ đúng không? Tính từ loại này, loại tính từ này. Đó, hai còn còn hai cái trạng từ. Rồi, vậy thì ta xem cái câu sau nữa để cho ta lo luôn. Vì vậy anh ta thường xuyên bị phạt bởi cảnh sát À vậy là anh ta lái xe rất là ẩu đúng không nào Vậy thôi Còn nếu anh ta không bị phạt thì anh ta lái xe cẩn thận Còn anh ta lái xe ẩu cho nên thường bị phạt này Đó bất cẩn này đó Rồi 14 là các bạn chọn D Ok rồi 15 các bạn này 15 này Lan sao Ô Lan nói sao các bạn Bạn nghĩ rằng bộ phim Hàn Quốc Bạn có thích bạn thích xem bộ À xin lỗi các bạn này uhm, bạn bạn nghĩ gì về bộ phim hàn quốc này bộ phim của người hàn quốc này à đó bạn lan bạn hỏi một bạn bạn kia mà bạn hà trả lời này bạn hà này bạn lan hỏi bạn hà là bạn nghĩ gì về bộ phim hàn quốc cái bạn hà trả lời sao các bạn Ủa, bạn hà đó là tớ thích nó và thôi bạn nghĩ nó thế nào thì tôi thích còn nó là yes, I do không liên quan gì hết à nó no, trong càng không tôi nghĩ là nó tôi nghĩ về chúng rất nhiều thì không đúng mà phải nói là tôi thích có người bạn nghĩ gì cơ bạn thích hay không thích đó. Đó, đó, các bạn hiểu chưa ý như vậy hoặc là bạn nghĩ nó hay hay nó dở như thế nào đó chưa các bạn rồi ok 15 là b rồi bây giờ chúng ta tiếp tục 16 các bạn tiếp tục người ta kiểm tra kỹ năng giao tiếp chúng ta tiếp này à, câu 15 10 giao tiếp 16 giao tiếp tiếp tục này các bạn nè Peter nè Tôi đã vượt qua cái kỳ thi lái xe của chúng tôi này. Tôi đã vượt qua cái bài kiểm tra lái xe của chúng tôi. À khi người ta khoe họ cái gì đó, họ khoe về một thành tựu gì của họ thì mình phải chúc mừng liền đúng không các bạn? Rồi, rất đơn giản. Chúc mừng thì congratulations. Rồi rất dễ đúng không các bạn? Rồi. 16 là chúc mừng, đơn giản là nha. Chúc mừng bạn nhé. Rồi bạn Thơm chúc mừng bạn Peter nè Rồi 17 tiếp tục các bạn này. 17 tiếp tục là đến cho vào kỹ năng giao tiếp của chúng ta tiếp này. Rồi 17 là một cái áo à, một cái váy mới đẹp làm sao á bạn đang mặc một cái váy mới đẹp làm sao bạn thấy chưa một câu cảm thán rất đặc biệt trong tiếng anh này đó một câu cảm thán đặc biệt trong tiếng anh rồi khi mình khen ai đó thì người ta sẽ trả lời lại như các bạn người ta sẽ trả lời cho chúng ta là Ồ, uh, đó là một lời khen rất là đáng yêu. Đó các bạn thấy chưa? Đó là một lời khen rất là đáng yêu. Hoặc là người ta có thể là cảm ơn, nhưng mà chỗ này cảm ơn rồi đúng rồi nhưng chơi cái chữ này với sau nữa là không hợp với không đúng với văn giao tiếp lịch sử các bạn nha. Rồi, câu 17 như vậy rồi là chúng ta chọn B rồi. Bây giờ câu 18 các bạn này, bạn lâu là sao? Đã đã kết hôn với một người đàn ông. À, bạn lâu rồi kết hôn với một người đàn ông mà sao các bạn? mà cô ấy chỉ vừa mới biết thôi các bạn. À mà cô ấy chỉ vừa mới biết thôi. Đây, đó. 18 là cô ấy chỉ vừa mới biết thôi, vừa mới thôi các bạn này. nó còn tất cả ba cái câu còn lại là không có liên quan gì hết, không có hợp lý trong cái trường hợp này. Rồi, đó là câu 18. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu 19 các bạn ơi. Đây, câu 19 của chúng ta ngày hôm nay này. Đây. Đây là đây là cái trường mà nơi mà tôi đã học khi tôi còn là một cậu bé đúng không? Ủa, câu này rất là dễ các bạn. Đây nơi chốn là que liền. Đó, thấy chưa? Nơi đây là cái trường nơi mà tôi đã học khi tôi còn là một cậu trẻ, cậu bé rất dễ đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu 20. Câu 20 của chúng ta này các bạn. Rồi, câu 20 là chúng tôi tắt cái radio. sao các bạn? bởi vì chương trình nó rất là nhàm chán đúng không nhìn thấy ra dễ vậy thì bởi vì đâu bởi vì chương trình nhàm chán nhưng chỗ này nó không phải là một mệnh đề cho nên because loại ngay này because sau nó phải mệnh đề thì chắc chắn chỗ này phải là b 20 các bạn nha bởi vì sao bởi vì phía sau nó là một cái cụm danh từ mà nó đâu phải là một cái mệnh đề cho nên là because loại however là càng loại inspire càng loại luôn rồi chúng tôi tắt ra đồ bởi vì nó chương trình rất là nhàm chán rồi bây giờ câu 21 này các bạn đứa trẻ làm sao đứa trẻ sẽ chết làm sao nếu không có ai gửi nó đi đến bác sĩ đúng không nào và wow, rất dễ đúng các bạn hai nhìn vô biết làm ngay liền đứa trẻ sẽ chết này hiện tại này vân tương lai này và mình để mình để if này mình đây if này, mình để ở hiện tại này các bạn thấy chưa rồi mình đây chính là tương lai này đó ok và đương nhiên bây giờ if mình nó phù hợp với ngữ nghĩa của nó luôn đứa trẻ sẽ chết nếu không ai đưa nó đến đến các bác sĩ rồi câu 22 này các bạn câu hai này hai này nhiều công ty đã làm sao các bạn nhiều công ty đã không yêu cầu nhân viên của họ nhiều công ty đã không yêu cầu nhân viên của họ như như thế nào đó à những cái đồ chính nhỏ đưa đồ, đồ đồng phục này đồ chính thức này vân đồ trang trọng này mặc đồ trang trọng đi làm này vì vậy người ta sao tao à phải là câu này ta đón nghĩa có nghĩa là sao các bạn là nhiều công ty đã không cần công yêu không yêu cầu nhân viên của họ mặc đồ trang trọng lịch sử khi đi làm vì vậy nhiều người đã không phải mặc đồ mặc đồ cái này là cái này gọi là cầm lê đó các bạn đó chúng ta hay gọi cầm lê đóng quét đóng thùng là vẫn đóng quét rồi cà quạt đó đàng hoàng đó thì câu 22 đó là ta chọn C là hợp lý nhất đó nhiều người không phải không có cái nghĩa vụ phải là nghĩa vụ này các bạn này không có phải có có phòng không có cái nghĩa vụ phải mặc cái đồ này đó là không cần phải có mệnh lệnh không không có bị ép buộc được chưa còn chỗ này là to wear well, là chính xác chính xác rồi ok rồi nè qua require require someone to do something đó các bạn nhớ câu trúc đó chưa rồi đó là câu 22 và ta chọn c bây giờ câu 23 mươi này các bạn câu 23 mươi này đây để cho các bạn dễ nhìn nữa nha rồi câu ba ta chọn gì nào đây chọn loại sai Rồi dễ rồi Đây 23 ta chọn loại sai là rất dễ này Stu Đang sao các bạn Đang đang nhận sẽ nhận một cái chương trình đào tạo Để, Sẽ nhận đào tạo một cái chương trình máy tính ngay bây giờ Rồi cô ta sẽ nhận cái chương trình đào tạo máy tính Vì vậy cô ta có thể sao Có được một công việc tốt Đã to be able to này rồi nè to be able to rồi mà mà thêm một cái khiếm khuyết động từ vô trong này Nó là không có hợp lý không nó thừa chữ đi các bạn to be able to là được rồi đó được chưa các bạn rồi như vậy là các bạn hiểu she is, đó đáp y là so he he is able to get the good đó được chưa bỏ hai cái này đi đó rất dễ nhá rồi gọi là câu đây là b hay c đây rồi đây là c đúng không nào c là sai nhá rồi đó là câu 23 Bây giờ câu 24 các bạn Dây, những đôi giày những chiếc giày À như thế nào chắc cởi ra này Off này, thấy off này Khi bạn vô nhà của một người Nhật Bản Ồ đúng rồi, vô ngôi nhà ở Nhật Bản Dây, những chiếc giày phải được tháo ra Vậy thì 24 phải được tháo ra Đây, bắt buộc này các bạn thấy chưa Bắt buộc khiếm khuyết động từ bị động đó thấy chưa những chiếc giày phải được tháo ra khi bạn vào nhà của một người nhật bản đó take off này nhưng vừa ba này đây, vừa ba thấy chưa rồi bị đóng nha và bị động ở cái cái từ must này khiếm khuyết động từ must này nha rồi đó là câu 24 bây giờ câu 25 này các bạn câu 25 của chúng ta đây rồi đây 25 này những sản phẩm thức ăn ngủ cốc đây toàn bộ những sản phẩm thức ăn ngũ cốc toàn bộ sản phẩm ngủ ăn, thức ăn ngủ cốc sao các bạn là làm gì đó à được có thể được mua bây giờ có thể được mua ở những cái siêu thị lớn ở nhiều cái siêu thị lớn khắp nước Mỹ và Canada à vậy là câu 25 này ta đón nghĩa là có nghĩa là bây giờ những cái sản phẩm ngũ cốc toàn bộ những cái sản phẩm lương thực ngũ ngũ cốc á có thể được mua ở hầu khắp ở nhiều các siêu thị lớn ở khắp Mỹ khắp nước Mỹ và Canada rồi đây bị động bị động kiếm khuyết đồng từ các bạn thấy nha đó có nào tràng từ và hầu bây giờ đó bây giờ những sản phẩm ngũ cốc này có thể được mua có thể được mua ở hầu khắp các siêu thị ở khắp nước Mỹ và Canada các bạn hình dung được rồi chứ mà rất dễ đúng không nào rồi đó là câu 25 bây giờ chúng ta tiếp tục câu 26 các bạn câu sáu chúng ta tôi chắc chắn rằng tôi chắc chắn rằng, rằng bạn sẽ định bạn sẽ sao các bạn giải quyết được vấn đề này một cách dễ dàng À, vậy thì người ta kiểm tra mình ở cái câu phù hợp nhất. À tôi chắc chắn rằng bạn sẽ giải quyết cái vấn đề này một cách dễ dàng đúng không nào? Vậy thì câu này nó tương đương với đây, tương đương bị động. Đây là chủ động này, bị động này này. Tôi chắc chắn rằng vấn đề này sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Đó các bạn thấy chưa? Người ta kiểm tra vào bị động và chủ động đó. Rồi, đó. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu 27 các bạn chính phủ sẽ sao các bạn chính phủ đã cung cấp rồi chính phủ đã đề ra hoặc là cung cấp nhiều chính sách à có nghĩa là ch chính phủ đã áp dụng nhiều chính sách này chỗ này dùng áp dụng là hay hơn dịch từ áp dụng hay hơn chính phủ đã đã áp dụng nhiều chính sách để làm gì à để để làm gì mà chất lượng cuộc sống của người dân à để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đúng không nào rồi vậy thì các bạn để ý này để nâng cao thì đây rise này chỗ này hai từ này ta lọ rồi đương nhiên rồi nhưng hai chữ này chữ này cũng là nâng chữ này cũng là nâng cao à chính phủ đã áp dụng nhiều cái chính sách để nâng cao chất lượng người, cuộc sống người dân nhưng cái chữ rise này á à, các bạn chữ rise này phía sau nó phải có một từ để nói à ví dụ như à không phải có một từ mà không cần có từ không cần cái gì hết ví dụ mặt trời mọc hay, hay là đấy mặt trời mọc là sunrise đó, rises, right, đó, đúng không? Không cần phải thêm một từ phía sau nữa Nhưng cái từ raise này á, là phải có một từ phía sau để bổ nghĩa À, raise cái gì? À, raise cái này này, đó Nâng cái gì? Nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người dân cũng giống như là raise your hands giơ cái tay bạn lên là phải raise cái gì à, raise cái tay của bạn lên các bạn hình dung không còn cái raise này là không cần đó hai cái chữ đó nó khác biệt hoàn toàn các bạn nhá thì khi mình gặp à có cái cụm từ phía sau để bổ nghĩa cho cái này á, thì chắc chắn ta chọn cái này nha có cái gì để bổ nghĩa ta chọn cái này là còn nếu không có thì ok hai nghĩa à, chọn cái này mặc dù có nghĩa giống nhau nhưng cái cách dùng ngữ pháp nó khác nhau hoàn toàn các bạn đúng không rồi cho nên là câu 27 các bạn chọn b rồi như vậy là chúng ta cũng có lẽ là cũng kết thúc video đầu tiên này ở chỗ đây. Mỗi cái đề thi này chúng ta sẽ làm ở hai cái video các bạn nhé. Rồi, à, hy vọng các bạn chờ vài phút nữa để chúng ta để tiếp tục cái video tiếp theo, video thứ hai để quay từ câu 28 trở đi. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn, hẹn các bạn ở video tiếp theo trong vài phút nữa, từ câu 28. Rồi.